Đây là cháu tôi này. Đây là hôm nay là một vị khách rất đặc biệt này. Đây là em tôi nhá, từ trong Sài Gòn hay còn gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, đúng cái nhiếp ảnh gia luôn nhá. Đấy lại bắt các bác các gì là phải thả tim. Bạn người bên Philippines à? Người Philippines và sinh sống ở bên Anh. Có đến với Việt Nam để đi du lịch. What I will say? Cảm nhận về con người Việt Nam, cảnh đẹp Việt Nam thế nào? So I love Vietnam. Oh yeah, I love Vietnam. Thank you. Shall I say? Thank you for the hospitality. I love Hanoi specifically, and thank you to my friend G. I enjoy this trip, and of course the YouTuber. Good luck on your. Tuấn Nguyễn, cuộc sống quanh ta. Xin mến chào các bác, anh chị và các bạn. Hiện nay tôi đang có mặt tại tỉnh Ninh Bình. Nơi tôi đang đứng là khu du lịch sinh thái Tràng An, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng tôi đi tham quan toàn bộ thắng cảnh của khu vực Tràng An này nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong phòng khu vực bán vé. Hôm nay tôi sẽ đi cùng với các anh chị em trong gia đình nhà tôi. Bây giờ tôi mời các bạn sẽ cùng tôi đi vào xem mọi người mua vé xong chưa? Vé mua xong chưa? À, vé bao tiền đấy? À, thế của anh được giảm bao nhiêu? Một nửa, 50%. 50% à? À, trên 60 được à? Thế của cô, 60. Của cô được giảm à? Cũng được. À, cái trình căn cước công dân ra là được giảm đúng không? Chưa đến ngày sinh mà vẫn được. Thế là họ tính năm nhưng mà. Đây nhá, đây này. Đây là cháu tôi này. Đây, đây là hôm nay là một vị khách rất đặc biệt này. Đây là em tôi nhá, từ trong Sài Gòn hay còn gọi là Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cô em con và dì cô ra đây cô có việc. Thế anh em chúng tôi sẽ cùng tổ chức một chuyến đi Tràng An. Đấy, còn đây cũng là cô em này. Cô này tên là Thùy à? Nào, đây là cô em dâu này. Đấy, cô em dâu nhá, cô Hà xinh xắn nhá. Thế mọi người chào khán giả cái ra nào. Chào đi. Nào, thôi giờ chúng ta đi vào đi. À, chúng ta đi vào khu vực vào cửa để đi sang bến thuyền. Đấy, hôm nay rất đông nhá các bạn ạ. Đây là phòng bán vé này. Đây, tôi sẽ mời các bác, các chị và các bạn sẽ cùng với anh em tôi đi ra bến thuyền. Đây người ta làm một cái đường hầm đi qua đường quốc lộ để đi sang bến thuyền. Đấy, đường hầm đẹp không? Mọi trang trí đẹp không? Nào anh chị em dạy đoàn đi cùng đi nào. Nào đi vào đi. Để anh sẽ quay cho mọi người một hành trình, một chuyến đi tới đất Tràng An,
Ninh Bình. Đấy nhá, họ gắn các cái bức tranh phong cảnh rất đẹp về quảng bá cái địa danh của Ninh Bình, của Tràng An. Đây phía trước cũng có cái màn hình LED đấy kìa. Đấy, đây là đường quốc lộ nhá các bạn nhá. Đấy, vừa rồi là cái đường hầm mà đi qua ở phía dưới của cái quốc lộ này. Ở khu vực bên kia là bãi gửi xe máy này, xe ô tô. Đấy, vừa rồi tôi gửi đấy. Mọi người đi chậm thôi. Đấy, còn đây là bến thuyền nhá, các bác anh chị và các bạn có nhìn thấy không? Đấy, rất nhiều du khách này. Đấy, hôm nay rất đông. Đấy, hôm nay là một buổi sáng, thời tiết rất là đẹp, nhiệt độ cũng vừa phải. Đấy, tôi mời các bác, các chị và các bạn sẽ cùng anh em tôi đi tiếp vào khu vực phía trong của bến đò để họ xếp lên thuyền. Trong này đẹp nhỉ. Đấy, hôm nay là cũng nhìn thấy thuyền thì tưởng đông, nhưng mà vào đây không đông lắm. Chứ năm ngoái đi ở đây đông nhỉ. Mình vào đây mình xếp hàng ở cái các cái hàng người ta phân luồng này rất đông. Đấy, đây đi ra bến thuyền nhá các bạn nhá. Đấy, Trà biết thế nào là Tràng An nhá. Hả Trà? Đây có khách du lịch ở nước ngoài này. Đây là bến thuyền nhá các bạn nhá. Đây, dòng người vẫn đang đi vào rất đông. À, khu vực này người ta kiểm soát vé này. Hay cho chú gửi cái vé này. Rồi, chú cảm ơn nhá.
Đấy, đây là bến thuyền nhá các bạn nhá. Bây giờ anh em chúng tôi đã có mặt tại bến thuyền. Bây giờ người ta xếp lên thuyền. Thuyền đây người ta quy định là xếp có 5 người thôi. 5 người một thuyền. Thôi mình chia làm hai thuyền nhá. Anh đi bên đấy đi. Thôi anh đi bên này cũng được. Ôi. Sao ngồi bên kia à? Ngồi đi bên này à? Đi 5 người luôn ạ. Đây à? Anh này cùng đoàn này à? Đoàn này bên này. Úi giời ơi, trồng chành hết rồi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Rồi, đang làm quay video, có thích lên hình không? Lên YouTube đấy. Kênh YouTube này nó vậy là kênh lớn đấy. Anh ngồi xuống đi, anh ngồi xuống. Rồi, follow nhá. Follow kênh của chú nhá. Đây, còn anh em nhà tôi bị chia làm hai này. Đấy nhá, còn 4 cô em và 1 cô cháu đang ngồi ở thuyền bên. Nào, ổn định chưa? Chị ơi, chị bảo thuyền kia đi cùng với thuyền này được không? Được. Vâng, đi kèm nhau. Chào chị nhá. Đấy, bây giờ hiện tại là anh em chúng tôi đã ngồi trên thuyền. Đây, cô em tôi đây. Nào, quay ra nào. Đâu rồi, đang ngồi đếm gì đây? Ngồi đếm xiềng. À. Hôm nay sáng đi thì mưa rông, ngồi đến đây lại nắng. Đấy, các bạn ơi, bây giờ tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền. Ở đây thì đảm bảo môi trường sẽ không có du thuyền bằng thuyền máy, mà chủ yếu là thuyền bằng cơm. Đấy, gặp các bác lái đò này. Đây, chị lái đò này. Đấy. Hay không? Năm đi có bác lái đò. 50 years ago. Năm trước mình đi cũng nắng. Sau thì là anh phải thuê hướng dẫn viên. À, cũng có dịch vụ thuê hướng dẫn viên ở đấy mà. Em có ít người sử dụng. Giờ này vắng. Đấy, phía sau rất đông các bạn ạ. Ôi chị kia đi nhanh quá nhỉ. Bây giờ mình đang đi tuyến mấy đấy? Tuyến 2. Đi tuyến 2 à? Tuyến 2 là ngắn nhất đấy. Tuyến 4 là ngắn nhất. À, ở đây có 4 tuyến hả chị? Vâng. À thế à? Còn 1, 2, 3 là nó như nhau. Lần trước mình đi tuyến 3. Tức là ở đây nó có năm nay thêm một tuyến thì không biết. Nhưng mà trước là có 3 tuyến. Tuyến 1 thì là dài nhất. Tuyến 1 này nó khoảng từ 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng rưỡi. Tùy thuộc vào địa điểm khách đến tham quan nhanh hay chóng. Còn tuyến 2 là tuyến ngắn nhất, nó khoảng từ 2 tiếng rưỡi. Còn tuyến 3 là cái tuyến gọi là vừa. Cũng leo núi á. Nhưng mà cái tuyến 3 này có vẻ nhiều người đi hơn. Nhiều người thích đi tuyến 3. Vì tuyến 3 khi quay về thì mình sẽ được một số điểm của tuyến 2 đúng không chị? Vâng. Mình chọn đi tuyến 3. Cháu có đi thuê cốc ấy. Thì đã bắt được ở đây lại đúng không ạ? Khai cốc, cháu có mua vé khai cốc không? Có. Nếu mà cháu mua vé khai cốc thì cháu đi tuyến 2 rồi cháu lên Hành Cung Vũ Lâm cháu vào khai cốc thôi. Cháu
không về theo đường thuyền nữa. Ba chị em tận đâu đến đây? Em Hà Nội ạ. Hà Nội à? À đi giống anh thôi. Vâng, nhưng mà cũng nghĩ là thôi chết rồi. Này 7 giờ là ngót rồi. Ừ, tại vì nhà đi sớm. Ở kiểu mưa này có khi mưa cả ngày xong rồi mưa. Thế ba chị em đã đi vào Tràng An này mấy lần rồi? Lần đầu tiên à? Ừ, chú đi lần thứ ba rồi. Mày hôm nay là có một cô em ở trong Sài Gòn cô ra. Đấy, tức là toàn có khách. Đây, có khách của Sài Gòn, cô ngồi ở cái thuyền trên đây kìa. Chắc bụt trời nhà không thiêng. Ừ. Thế là đưa cô em cô đi. À thảm, thằng lúc ấy thấy mấy chị em nói chuyện bằng tiếng ngoại quốc mà. À thế à, bạn này là ở bên Việt Kiều à? Vâng ạ, bên Anh không? À bên Anh à? À người Philippines nhưng mà ở bên Anh. À người Philippines, bên Anh. Nhưng mà lại quen biết nhau cũng giỏi nhỉ. Quả đất quay tròn. Hello. 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 The first time in Vietnam. Ok. Lần đầu tiên đến Việt Nam. Lần đầu tiên đến Việt Nam. Vâng. Đi Tràng An đúng rồi đấy. Chắc là chị cũng làm việc ở bên đó. Vâng. Dạ. Chị ơi, cái tuyến kia là tuyến mấy hả chị? Tuyến đấy là đi tuyến 1 và tuyến 3 nhỉ. Đấy, lần trước mình à, đi tuyến đấy đấy. Đây là cái phía đây là tuyến 1, tuyến 3 đi đây. Vâng. Còn tuyến 2 của mình là đi vào đây. Vâng. À đây. Đấy, tuyến 2 thì mình sẽ đi vào đây. Tức là mình đi chỉ biết đường vậy thôi chứ mình có biết hang của nó đâu. Hang của tuyến nào tuyến đi. Chị ơi, chị giúp hộ đi nhanh song song với cái thuyền trên được không? Hạnh bảo chị cứ đi chậm lại một tí. Chị ơi, chị đi chậm chút xíu. Đang cầm máy chắc nhá. Rất hùng vĩ nhỉ. Yeah. Ở đây cảnh đẹp rồi đấy. Đây người ta gọi là Hạ Long trên hồ đúng không chị? Long trên cạn ạ. Không, trên cạn thì đây là Hạ Long trên hồ. Thế còn ở ngoài vịnh Hạ Long kia người ta gọi là Hạ Long trên biển nước mặn. Còn đây là Hạ Long trên hồ nước ngọt. Còn trên cạn đây không thể gọi là trên cạn được. Nào đoàn nhà mình đâu? Quay nào, nên thuyền thì bỏ khẩu trang ra. Xinh gái cái bỏ khẩu trang ra nào. Vào đây là không ô nhiễm nữa rồi. Đấy nhá. Đoàn của 4 cô em và 1 cô cháu đang ngồi bên kia. Sáng đi xe để ngủ gật hết rồi. Giờ lên thuyền thì không dám ngồi ngủ nữa. Ngủ là không cẩn thận là nhào xuống ngay. Tại vì cái hàng bị xây xe, uống thuốc xây xe. Ở trong hang là cần phải bỏ ô nhá. Nào Trang giới thiệu về địa danh này đi. Chị ơi bỏ ô nhá. À, được rồi, để tí nữa bác sẽ cho cháu giới thiệu. Trước có chị Trúc Anh thì lại không đi cùng. Bắt đầu chúng ta vào hang để tham quan. Đây là hang Lấm. Đây là hang gì hả chị ơi? Hang này là hang Lấm. À, đây là hang Lấm nhá các bác nhá. Đây bây giờ là chúng tôi bắt đầu đi vào hang Lấm à. Hang này thì ngắn thôi, vừa dài mà lại còn vừa phải cúi gầm. Chị ơi, sao người ta gọi đây là hang Lấm hả chị? À, ngày xưa ấy, người dân hay vào trong này trồng cấy. Là ở dưới lòng hang nó rất là nhiều. Tức là người ta gọi là bùn ấy. Cho nên là lội thì là lấm. Người dân lội vào hang là lấm lem lấm thổi nên là người ta gọi, người ta đặt tên cho là hang Lấm. À thế hả chị? Đấy, như là chị lái đò chị bảo là cái tên gọi là hang Lấm ấy bởi vì là ngày xưa là hang này ở dưới đáy rất nhiều bùn.
thì bà con vào đây là làm ruộng, đúng rồi chị? Vâng. Thì phải sắn quần lên để lội xuống à? Lội. Vâng. Đấy, lội xuống, lội qua hang thì là rất nhiều bùn vào để trồng cây lúa thì là người bị gọi là lấm lem à? Đấy, thế là người ta gọi là hang lấm. Còn trước mặt kia là cái đền gì hả chị? Đền kia là đền Thánh Cao Sơn. À, đền đấy là đền Thánh Cao Sơn ạ. Hôm trước mình đi tuyến kia là không vào đây, đúng không? Không vào cái đền này, đúng không? Đấy, tôi cũng không hiểu hết được sự tích ở trong cái danh thắng Tràng An đâu. Đấy, tôi chỉ quay hình ảnh và cái gì tôi biết thì tôi gửi đến các bạn cùng xem nhé. Mình có vào đây không ạ? Đấy, có, chắc có vào. Cô của mình có vào đây không ạ? Có. Các chị tàu nó cứ vào thôi, chỗ nào có điểm lên thì chúng cháu cứ lên thôi. Tức là chúng cháu đi hết lịch trình chúng cháu mới lên Khe Cốc. À thế ạ. Thế là tức là khi mà mình quay về là cha ơi, trên đường cha về là chúng cháu mới lên Khe Cốc. Cha ơi. Còn đây là chúng cháu đi thăm. Em quay video về gửi cho bà xem à. Bác nói là chúng cháu hiểu gì. Gửi quay video gửi cho bà xem à. Ờ. Tức là về đến điểm cuối hết ba điểm tâm linh, hết hết đường thì là chúng cháu lên Khe Cốc, là lúc về là có xe điện chở chở chúng cháu về bến xe, là chúng cháu lên Khe Cốc chắc cũng phải một vài tiếng nữa thì mới về được. Leo bộ đấy. Đâu hả chị? À, trong này là ngôi đền cổ à? Nhưng mình có vào được không ạ? Vào được anh. À vâng. Đấy là ngôi đền cổ. Vào đây khoảng bao phút hả cô? Cháu lên độ 5-10 phút thôi, cháu chỉ lên thế thôi. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi lên trên đền và ghi một số hình ảnh để gửi tới các bạn nhé. Đền đứng ở dưới này nhìn rất đẹp. Đấy, cháu lên đi. Gửi áo đây chị nhá. Điểm dừng đầu tiên của anh em tôi là đền Cao Sơn. Đấy, trên này người ta ghi tấm bia này, đền thờ Thánh Cao Sơn. Rất đẹp, rất cổ kính các bạn ạ. Thank you.
Thôi tiếp tục lên thuyền thôi. Đâu mấy đứa đâu? Đi. Mọi người xuống trước đi. À nhầm thuyền à. À cái số thuyền của mình là 492 gì? Mình nhớ chứ. Số 92 thì là khó nhớ. Úi giời ơi, theo ngã. Chị tiếp theo cái hang này là hang gì chị? Hang này là hang vạn. Hang vạn á? Trạng vạn vậy ạ? À thế à? Thế sao lại? Tức là hang này là nó vọng, vọng rất to cho nên người ta gọi là vọng vạn. Nó vang. À, tức là cái hang này nó có tiếng vang từ trong, tiếng vọng từ trong. Thế nó gọi là vạn. À, vâng. Đây, đến đây rồi. Mà chụp ảnh quá. Gồm cái đội này chụp ảnh có rất nhiều chỗ chụp ảnh nhá, chụp cháy máy vậy thôi. Bên kia đàn bên kia có đấy. Người Hồi giáo. Rồi tiếp tục hành trình vào trong hang vạn. Mình đi đúng đủ hai thuyền năm ngoái đi nhà mình đi 3 thuyền. Năm ngoái mình đi ở đây ngủ. Đấy, trước mặt chúng ta là hang vạn, nhưng cái cửa hang bé quá nhỉ. À, tức là cửa hang thì bé nhưng vào trong rất rộng. Đây là cửa hang vạn à. Bây giờ chúng ta tiến vào trong hang. Hang này là dài 250 mét. Tên đầy đủ và đúng chính tả luôn là hang vạn. Vào hang mát nhỉ. Hôm nay ngoài thời tiết nắng thế, sáng thì mát. Nhưng khi xuống thuyền một cái là nắng chang chang. Vào hang buổi tối. Hang này không thấy có nhũ nhỉ? Không. Rất ít là nhũ nhỉ. Nhưng người ta cũng cải tạo lại rồi. Có sự tác động bàn tay của con người rồi. À, nhiều chỗ cũng có cái sự tác động vào. Ôi vẫn chưa ra cửa hang nhỉ? 250 mét mà đi ở dưới nước này có vẻ lâu nhỉ? Hay là đi học sáng sớm hẳn học chiều.
như là mình là lái xe mà tự lái xe mà. Thế là mọi người xuất phát từ đâu ạ? Xuất phát từ ấy. Linh Đàm. Bọn chú nó bắt đầu đi từ Linh Đàm. Thế là gần hơn, thì ra cao tốc là gần hơn. Mà sáng bắt đầu lên xe ô tô mưa lắm. Mưa rào rất to. Không đi được. Ra đến cái cao tốc mà Pháp Vân Cầu Rẽ nhiều ô tô phải dừng lại. Thế hôm nay mọi người có đi đâu nữa không ạ? Không, chắc chỉ. Đấy bắt đầu ra cửa hàng nhá. Buổi chiều cháu ở đấy. Chúng mình đã ra tới cửa hàng. Đi vào thanh cỏ tổ ở trong không gian, không chắc phải đi được. Qua một đoạn tối om ra đây là nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy mặt trời. Ở chỗ này là cái ngã ba hả chị? Ngã ba thì mình tuyến 2 của mình đi vào kia à? À, thế còn những người mà đi từ trong kia ra là người ta đi đâu đấy? Đi ra là người ta đi về đấy. À thế à? À đấy là chúng tôi hôm nay là đi tuyến 2 nhá. Tí nữa thì là ba bạn. Đấy, các bác anh chị và các bạn này. Ra đến ngoài này là ba bạn. Biết rằng là ở đây có ba tuyến. Thế, anh em chúng tôi là đang đi tuyến 2 đi qua cái là cái tuyến ngắn nhất cái làng tiền sử đây. Vì cũng vào tháng 4 của năm 2023 thì anh em tôi cũng có chuyến đi vào Thung Nham và Tràng An thì chúng tôi cũng đã đi cái tuyến 3 rồi. Thì năm nay 2024 thì tôi sẽ đổi lại đi tuyến 2. Ở đây có con gì đấy chị ơi, chị ơi, cái con này là con gì đấy chị? Con này le à? Úi dồi, nó bơi nhanh quá nhỉ? Úi dồi ôi. Con đấy nó đá, đấy. Nó bơi, nó bay, nó lặn. Con này có bắt đâu của chị? Không, ở đây không cho bắt. Có bắt đấy không? Đây là... Đấy, còn phía bên kia là đoàn này. Các đoàn đi từ tuyến 2 ra này. Cái đoàn trong kia là tuyến 2 với tuyến mấy ra đấy hả chị? Tuyến 3 và tuyến 2 người ta ra đây. À, gặp nhau ở đây, gặp nhau ở ngã 3 này. Đấy, từ từ máy quay nhá, toàn bộ các cái cảnh quan của khu vực ở đây, còn người ta gọi là ngã ba này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trên là núi non trùng điệp. Ui, rất đông người ra nhỉ? Đây là chứng tỏ là cái đoàn này họ đi từ sáng sớm ấy nhỉ? Đây là gì ạ? Hay người ta đi từ đêm hôm qua? Đấy, kinh công ngày xưa đấy. Đấy, chỗ đây, chúng ta chỗ này đó. Đấy, từng chiếc thuyền ở trong tuyến 2 và tuyến 3 đi ra. Còn cái địa, chia cái địa điểm tới đây là cái gì đấy chị? Đây trên này này. À. Đền hành cung Vũ Lâm. Mà là cái điểm cuối mình quay ra mình vào à? Lần trước mình đi tuyến 3 là quan vào đây. Một ngày cô trèo cho chỉ hai chuyến thôi đúng không ạ? Có khi một ấy. Một ngày thì cô một chuyến là tốt rồi. Vì đông thuyền lắm, 2.000 thuyền cơ mà. Đấy các bạn có nhìn thấy không? Thuyền ra thuyền vào tấp nập. Như kiểu chợ ở trên bến ấy, dưới thuyền ấy. Đây mọi người đi vào tham quan ở trên chỗ cái đền. Cái đền hành cung Vũ Lâm này cũng rộng chị nhỉ? Hành cung Vũ Lâm. Cái đền này cổ kính không chị? Đền cổ kính à? Không phải là dựng mới ạ? À, người ta cũng gọi là cũng có tu bổ rồi đúng không? Vâng. Đây bạn nào chụp ảnh thì chụp cái thủy đình với cái ngọn. Đây là một cái
di tích rất đẹp các bạn ạ. Đấy, đây là thủy đình. Đấy, hai cánh con đại bàng. Đấy, phía trên mọi người có hình dung ra không? Đầu con đại bàng. Đấy. Đây là hình dung ra là trên quả núi là hình con đại bàng nhá, ở giữa là cái thân nhá. Và đầu đại bàng, hai bên là hai cánh. Đấy, phía dưới nước là cái thủy đình rất đẹp. Cái nơi này để mọi người đến đây là chụp ảnh check in này. Đấy. Đấy, hai chị em chụp cho nhau đi nè. Đây có một cô bạn người bên Philippines à. Người Philippines và sinh sống ở bên Anh. Và đến với Việt Nam để đi du lịch. Chụp ảnh cúi xuống. Đẹp quá nhỉ. Đâu mấy người nhà mình đâu rồi? Vâng, tự chụp rồi. Đấy, bác lái đò bác hỏi là thế ba bạn có chụp nữa không? Thôi cái tội gì chụp đi, mấy khi đến đây để làm những cái bức ảnh để kỷ niệm cho mình trước thủy đình. Cái thủy đình này người ta biểu diễn văn nghệ vào những ngày nào trong tuần hả chị? Vào những dịp lễ hội. À, tức là dịp lễ hội người ta bị có lễ hội đền Trần. Lễ tức là còn ngày giỗ của Thánh Quý Minh Đại Vương. À, tức là những ngày lễ hội này. 18 tháng 3 âm lịch. Toàn tính là lịch âm hết. Vâng, ngày giỗ của Thánh Quý Minh Đại Vương. Thì bắt đầu trên đây biểu diễn văn nghệ, nhưng văn nghệ trên này thì họ biểu diễn những cái dân ca quan họ cái gì chị? Thì ngồi hát xong rồi đàn. Vâng. À, tức là hát dân ca. Không phải múa được. Thế còn đâu thì là du khách cứ đi quanh thuyền này nghe hát thôi. Cũng thú vị nhỉ? Ok, go đi đã. Yeah, keep moving. Đấy. Có một cô cháu gái người Philippines này. Rất đẹp gái này. Đang thả mình bên dòng suối của Tràng An và quanh thủy đình. Xong tiếp theo mình đi vào hang gì kia hả chị? Okay. Hang này là Thánh Trượt. Okay. Thánh gì hả chị? Thánh Trượt. Thánh Trượt á? Ui toàn tên khó nhớ nhỉ? Đây cái tuyến 2 đi thế này là cái hang này hang thứ 3 các bạn ạ. Cái hang đầu tiên của mình đi vào nó là hang Lấm đúng không? Vâng. Xong rồi đến hang Vạng. Đấy, sau đây là hang Thánh Trượt. Đấy, phải nhớ như thế thì lần sau mình biết đi tuyến 2 gồm những cái hang đó. Thế lần sau nếu mình có đi mình đi tuyến 1. Đúng rồi, tuyến 1 chưa đi. Thế là phải độ người ta leo. 50 bậc. Độ người ta leo. Leo lâu. Ôi mấy chị em của cái đoàn mình đi nhanh thế nhỉ? Họ không chụp ảnh. Đâu chụp rồi chị ạ, chụp rất nhiều rồi. Đây, hang Thánh Trượt đây. Đây là hang Thánh Trượt nhá. Ồ trên kia có một cái con như là con gì kìa. Đâu ạ? Đây đấy, đây này ở trên kìa, trên cái hốc kìa. Đây là con sáo à, đấy nó chui vào rồi. Hang Thánh Trượt. Ôi hang này dài không? 320 mét nhá. Đây là hang Thánh Trượt, dài 320 mét. Đấy, chúng ta tiếp tục hành trình khám phá hang Thánh Trượt nhé. Các bạn đấy nhá, chỗ nào cúi đầu nhá. Ui hang rất thấp. Ôi cúi đầu đi. Ui rồi ôi. Không cúi đầu mẹ đâu ấy. Ôi cái nhũ đẹp quá này. Đấy cái nhũ này. Mà trong này cái hang này người ta còn thắp đèn màu nữa. Không thắp
thì chắc cúi cúi xuống, cúi xuống, cháu ơi cúi xuống cậu ơi. Nó không đụng đầu đâu. Cúi đụng đấy. Tôi nhìn tôi thấy gần đụng đấy. Vừa rồi đi cái hang thiên động thiên đường. Hàng đấy đúng là gọi là cung điện dưới lòng đất, kỳ vĩ của tạo hóa. Hàng ấy thật đẹp rồi, động thiên đường thì đẹp nhất rồi, nhất Đông Nam Á đấy, thậm chí nhất châu Á đấy. Ở đâu ạ? Ở trong Quảng Bình ấy. Ừ, bọn chú vừa đi về mà. Mà giá vé cũng bằng ở đây. 300 ở đây thì thế đấy. Cháu mua thì được cho 2-300 đi không thì 250 thôi. Vé cháu nghĩ là 270.000 nhưng mà bao gồm cả vé xe điện luôn. Tính ra có 250.000 thôi. Cái động thiên đường là chị? Động thiên đường ấy, mà ở đây cũng 250.000. Chỉ có động chứ không có nước này. Đúng rồi, nó động cạn. Nó một cái hang cạn. Đẹp lắm. Mà người ta khai thác được có một cái số rồi. Nó là 31,4 cây số rồi. Nhưng mà trong ba cái hang mình vừa mới đi qua thì cái hang này là đẹp nhất này. Đấy. Hang Thánh Trượt là đẹp nhất này. Đấy. Rất nhiều các cái cấu trúc hình thù. Thật ra thì mình đây có 3 tuyến nhá. Tuyến 1, 2, 3 mà mình đi 3 tuyến này thì có những điểm trùng nhau. Vâng, đúng rồi ạ. Thì tuyến 3 có hang thì khó lắm. Đi dài mà cứ phải cúi xuống. Đấy, đi vào trong này. Vừa quay này, vừa phải cúi này. Hang chưa thấp, thì tuyến 3 có thể hang thấp hơn. Đây, phía xa xa kia là cửa hang các bạn ạ. Đây, cửa hang đây này. Đấy, bắt đầu chuẩn bị ra cửa hang rồi đấy. À, thuyền của mình bị chạm vào thành vách đá hả chị? Nên bắt đầu là nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đi vào hang thì tối thì kể ra cũng hơi ngột ngạt. Nhưng mà mình đi mình không biết được hang này như thế nào. Đi lâu lắm mà cái hang này. Nhưng mà đi vào rồi thì mong ra nhanh để nhìn thấy ánh sáng. Nếu mà trời mà râm thì ra ngoài thích đấy. Nhưng mà trời nắng quá. Ôi cảnh đây đẹp nhỉ. Đây này. Kia. À cái thuyền của mấy chị em nhà chú gì ở phía trước ấy. Hình như là trước mặt phải không nhỉ? Không phải nhỉ? Mấy cái chị này biết đi đâu. Ui cảnh đẹp quá nhỉ, tuyệt vời luôn. Này nhìn cái cây này. Cây này rất đẹp này. Ui cái cây này nhìn cũng mỹ mãn nhỉ. Đấy. Lá nhìn qua từ cái cây. Đấy. Tiếp tục ra cửa hang lại gặp đoàn thuyền đi ra. Của các cái tuyến 1 hay là tuyến 2 hay là tuyến 3 đây. Vâng. Có phao em ơi. Mấy có phao chưa? Bạn em này. Bạn đấy có chụp ảnh nữa không? Không chụp. Đấy. Chụp thì bảo bạn ấy mặc áo phao vào cháu. Không lại bị kiện rồi. Ở đây là mình phải thực hiện mặc áo phao nghiêm túc của chị nhỉ? Không có người ta biết người ta sẽ trừ vào lương của lái đò à? Nhưng mà cái nước đây có lúc nào nó cạn hay cái gì? Thôi mình cứ mặc vào đi. Thế này là cạn hết mức nước rồi cháu. Mặc vào sau đó thì đến cái điểm lên bờ thì mình lại bỏ ra. Tiếp sang ô đi, tiếp ô sẵn. Không ô của mình đi mấy chỗ lên núi hay cái gì thì mình rồi. Bây giờ là 10:20 buổi sáng. Thời tiết rất nắng. Đấy, đoàn nào cũng thấy du khách là cầm ô này. Điều chiếc ô của nhà thuyền hết, có chữ Tràng An. Đấy. Rồi mấy chị em nhà mình đâu ấy nhỉ? Biết đi sau mình rồi. Hả?
đi trước chứ mì họ không chụp ảnh thì đi trước. Bác lấy đồ kia bác anh nhở? Có, lúc ở Thủy Đình có chụp mà. Đi vào trước mình. Mình đỗ lại chụp lâu hơn. Đây có bác. Ở đây là đội chèo thuyền này có cần cầm chèo. Bác có cần hỗ trợ không? Để bọn cháu lấy chèo. Chèo hỗ trợ thì hỗ trợ. Đúng rồi. Mình chèo thuyền hộ chị đáy đò tí nhỉ? Như nào? Vừa luyện thể dục đúng không? Đấy đúng rồi. Đấy, đúng rồi, cháu cứ vậy thế thôi. Hai bên cùng vậy thì mới đều. Đúng rồi. Bây giờ chú hô nhá. Dò hò dô ta nào. Một hai ba nào. Người đi, người lại trước người lại sau. Bên này một người lái tiếp. Không khí phải đổi bên nữa. Ta gọi là lơ xe. Lơ xe đây đây. À, cái địa điểm này là cái bộ phim King Kong đấy á? Vâng. À, phim nổi tiếng ấy nhỉ, của đạo diễn của người nước ngoài ấy. À đây, các bạn nhé, đây là cái địa điểm rất đẹp. Các nhà đạo diễn dựng phim đã từng dựng bộ phim, đóng bộ phim nổi tiếng tại địa điểm này này. Đây, toàn bộ cái vách đá. Đấy, tôi đưa lại gần này. Đấy. Kỳ vĩ nhỉ, đẹp thật đấy. Đi đường này thì núi non nó hùng vĩ mà. Nhưng mà mùa này đi vẫn không bị oi. Em thấy có photo bị tí đi tầm đấy. Ơi gần này có nâu cho con ăn và không được chiều hẳn. Cái dòng thuyền ở trong kia đi ra vẫn là tuyến 2 đi ra hả chị ạ? À chị? Tại vì mình đi 3 tiếng thì lạnh nắng. Ừ, chắc là tuyến 2 đi ra đấy. Đấy. Nhưng cả mỗi oi vào trong này nó có mát không cô? Thì cháu phải làm sao? Ý là 6 giờ là ra hết. Là phải ra hết đấy. Ừ, bên chỉ thì là 7 8 giờ thì phải ra hết. Mùa hè thì phải ra hết được. 9 giờ thì mùa đông cũng thích hơn. Đúng rồi, mùa đông thích hơn. Trời cứ phải trời lạnh mới thích. Mùa đông thì nếu mà các bạn chụp ảnh các bạn lại không thích. Không có nắng à? Đây bây giờ mình rẽ vào đây nhỉ? Vòng qua cái núi này. Bây giờ hết rồi đấy. Ở phía bên kia người ta đi ra. Bên này là mình đi vào. Nửa đường đâu mà hết. 3 4 giây mà. Ở đây có cái vách đá rất đẹp người ta xếp này. Xếp thành các lớp với nhau à. Ở trên các cái ngọn núi này là bà con vẫn nuôi dê đúng không chị? Dạ vâng. Cô nuôi dê trên này thì có dê, có dê trên này mà mình có chăn rắn. Nuôi dê mà mình chăm sóc với cả mình lúc mình bắt nó thì bắt kiểu gì? Dê thì đây này. Dân ta nuôi khi nào? Tôi nói bà con mình rất giỏi nhỉ. Cứ thả rông ở đây thôi. Đấy, kéo dài rồi đúng chứ gì đấy. Đấy. Các em mặc áo dài chụp ảnh. Ừ, đây là người Trung Quốc hay sao? Đúng không? Hello. Ni hao. Ni hao. Ni hao.
gia đình. Chả thấy cái phần mình đi tít đâu. Đấy, bây giờ là đoàn chúng mình tiếp tục là đến một cái địa điểm nữa là đền Suối Tiên. Đấy nhá, các bạn nhá, đây là đền Suối Tiên này. Đền này là thờ Quý Minh Đại Vương. Như theo như bác lái đò ấy, bác ấy bảo là ngày 17-18 âm lịch này, 17/3 là ngày giỗ của Quý Minh Đại Vương. Đấy, bây giờ mời các bác anh chị các bạn sẽ cùng chúng tôi đi vào đền Suối Tiên. Đấy, bây giờ lại phải bỏ áo phao nhỉ? Và mặc vào nóng quá chị ơi. Ướt hết cả người rồi. À, ôi, kéo nào. Giữ cho bọn chú cái nào. Không, giữ cái mũi thuyền thôi. Rồi, ok, chú cảm ơn nhé. Em một tay cầm máy quay, một tay cởi áo phao nhé, lên thuyền được. Thôi đi bám, đi cùng nhau đi. Đi cùng nhau thì xuống thuyền đấy. Nhớ nhá, thuyền số 492. Đúng rồi. Bây giờ đi tìm hội nhà mình cũng biết đi từ đâu rồi. Ôi, cái đền Suối Tiên này rộng quá các bạn ạ. Năm ngoái 2023 anh em chúng tôi cũng đi cái tuyến 3 thì cũng qua cái đền Suối Tiên này rồi, thì năm nay lại vào tiếp. Ui, trong ngày người ta trồng rất nhiều mít các bạn. Đây này, toàn cái mít này mà có cây ra quả rồi nhá. Mát chưa, lên đây mát hẳn đi nhỉ. Nào, chào cháu Trang. Rồi, cháu cảm nhận thế nào về hành trình được 1/2 rồi? Thiên nhiên rất là hùng vĩ ạ. Hùng vĩ thôi à? Hùng vĩ nữa. À. Đây này, cô cháu này, cô này nhiếp ảnh gia này. Đấy, cô mang cả máy ảnh này. Đấy. Nghiệp dư thôi ạ. Rồi. Các bạn nhớ subscribe kênh của bác mình nhá. Ừ, kênh của bác là tên là gì? Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. À, thế à? Nào đây, cháu chụp ảnh đi. Đấy, phải check in đây cái nhỉ? Thôi, bác quay rồi. Đấy, cháu gái cho đang chụp cho các dì này. Các bác này. Có cả dì cả bác mà. Có dì không nhỉ? Có. Đấy, đúng cái nhiếp ảnh gia luôn nhá. Đấy, lại bắt các bác, các dì là phải thả tim. Thả tim tình cảm ấy. Ôi, ăn chơi chưa để còn thả tim à. Được chưa? Nào, cháu cứ chụp tự nhiên đi. Đây này, cháu gái hiện nay là học trường đại học gì nhỉ? Trang học trường đồng thương mại, khoa nhiếp ảnh nhỉ? Không, thương mại sao có nhiếp ảnh được. À, thì khoa gì? Thì bác cứ bảo thế, thấy cháu nhiếp ảnh mà. Mình học đại học thương mại năm 3 ngành quản trị kinh doanh. À, liên kết quốc tế nha các bạn. À, tức là cháu gái cháu bảo là cháu đang học năm 3 của trường đọc thương mại, khoa quản trị kinh doanh. Không liên quan gì đến nhiếp ảnh nhưng mà mình sở thích của mình. À, sở thích nhiếp ảnh. Yeah.
Úi dồi ôi, đây này. Đây này, cô em cô lại thấy cái mic cô ra còn review này, để cho tôi cũng. Đấy, các bạn tranh thủ ngắm vẻ đẹp luôn nhá, vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng mà đây đây là vẻ đẹp này. Đây này, thấy chưa? Đây này. Đấy. Đấy, cô em cô còn ra cô còn ôm vào mấy quả mít để cô phải chụp một kiểu ảnh cũng không chịu được. Vì đây vườn mít rất đẹp nhá các bạn nhé. Đấy, tôi đi tiếp này. Đền Suối Tiên. Thờ Quý Minh Đại Vương. Như theo cái chị lái đò chị chia sẻ là ngày 17 18 tháng 3 âm lịch này là ngày giỗ của Quý Minh Đại Vương. Thế thì mình cũng chỉ biết như thế thôi. Đúng rồi. Đây tí nữa mình xuống chỗ này này. Đây là qua một chiếc cầu. Đấy, dưới này là thuyền này. Tôi cũng vào đây rồi. Không có gì đổi khác cả. Sau một năm vẫn thế thôi. Đấy, đây là đền thờ Thánh Quý Minh Suối Tiên. Để tôi đi vào bên trong nhá. Đấy là một ngôi đền rất cổ kính các bạn ạ. Tôi đi vào phía cửa bên. Du khách đến rất đông. Thank you.
trong không gian của đền Suối Tiên này rất mát. Thế sau khi vào trong đền chính lễ xong thì là anh em chúng tôi đi ra phía bên ngoài của bến thuyền. Đây nhá, đây là bến thuyền nhá. Ở phía trên bờ có một cái bia được ngồi trên lưng của một con rùa. Có thế có chữ là bài ký về Suối Tiên. Đây là bến thuyền này. Bến thuyền này là để đón các du khách lên trên đền Suối Tiên cho đối xuống. Đấy, thuyền ra, thuyền vào, thuyền đợi khách. 15. Ở đây có một cây cầu gỗ họ dựng lên trên một con suối để tạo điều kiện cho các bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Đấy, tôi sẽ đi ra ngoài cái cầu gỗ để tôi ghi hình ảnh cho các bạn xem nhé. Đây, đi ra cầu gỗ một chụp ảnh nhà Trang này. Đấy, đây là một cái cây cầu gỗ họ dựng lên, không thay đổi gì hết, vẫn năm trước như vậy thôi. Đấy, có cả khách du khách của nước ngoài họ ra đây chụp ảnh. Bác này, bác chụp ảnh cho nhau nè. Đấy, toàn bộ phía bên kia là trong bờ của đền Suối Tiên. Ở dưới dòng suối rất nhiều các cái hoa đẹp nhé. Có cả hoa súng này, các bạn này. Đấy. Bông hoa súng rất đẹp, rất bắt mắt. Trên là có con chuồn chuồn ớt đang đậu. Chuồn chuồn ớt đang đỗ ở trên búp hoa súng. Đấy, bây giờ tôi đi vào, tôi sẽ đưa toàn cảnh cho các bạn xem Tràng An đẹp như thế nào. Đấy, tha hồ chụp nhá. Chụp thoải mái đi. Đấy, cháu gái hôm nay được một ngày là thử nghiệm tay nghề, đúng không? Thử nghiệm tay nghề thì người Ả Rập gì à? Nắng quá đúng không? Nắng quá nhưng mà thôi, hy sinh ạ. Hy sinh để chụp ảnh. Hy sinh vì sự nghiệp. Đây. Lại gặp ba bạn đồng hành cùng với anh em nhà tôi đây. Đấy, đói quá đúng không? Hả? À, cứ ăn đi thôi. Vâng. Ừ, bác quay thì chú quay thì chú cứ quay thôi. Dạ vâng, đúng rồi. Xong rồi về mà xem. Biết xem ở đâu không? Đi đó, cháu sẽ lấy. Chưa biết. Không, chưa biết. Ừ. Thì đeo, đi theo đoàn chú nhá. Vâng. Xong rồi cùng ăn, chắc ăn thịt dê thôi. Vâng. Đến Ninh Bình này chỉ ăn thịt dê thôi. Ừ. Thì sau khi đi Tràng An về thì Trang có thu hoạch được cái kiến thức gì về cái khu du lịch của Việt Nam không? Để làm đề tài tốt nghiệp không? Ở đây không thu được tiếng
Hả? Nghe được hết. Bác tắt mic đi rồi. Bác cho nó thu bằng trực tiếp của máy. Nhưng nó hơi bị ồn tí thôi. Cảnh hùng vĩ nhờ. Với Philippines có cảnh này không? Yeah. Cháu hỏi cho nào. Có nhờ. Bên đi nhiều đảo mà. Philippines mấy nghìn hòn đảo cơ mà. Chị ơi, xong mình đi đâu đấy chị ơi? Đoàn mình bây giờ đi đâu đấy? À, vẫn còn mấy điểm nữa à? Còn một điểm nữa nhưng mà mình vẫn nửa đường. Ban đấy mình à. Qua mình không chưa vào đấy. Chứ còn một cái điểm mà của mà cái đóng bộ phim tấm cám nữa cơ mà. Đấy là cám ba. À đi tour 1 à? À tuyến 3 cũng có. Tuyến 3 có. Lần trước em đi tour 3 có. Ừ, lần trước mình đi tuyến tour 2 mà hôm nay là đi tour 2 mà. Thật ra nó chỉ có một cái đúng là thiên nhiên hùng vĩ nhỉ. Cái núi trước mặt đấy hả chị? Cái gọi là địa linh gì ạ? À, đúng thật, nhìn cái cảnh này giống Hạ Long thật nhỉ? Tựa tựa thôi. Ninh Bình nhiều núi nhất đấy. Còn núi đá thôi. Nào cha ơi, cha. Chị cha. Cái cảm nhận thế nào? Đến với Tràng An thế nào? Từ trong Sài Gòn ra đây thì cảm nhận thế nào? Quá đẹp, hả? Chỉ quá đẹp để ấn tượng ra. Cái từ đấy trên sách báo viết nhiều rồi. Ấn tượng với quá đẹp ở trên sách báo, trên mạng nhiều lắm rồi. Vấn đề là cá nhân mình thì cảm nhận thế nào mới là quan trọng. Hả? Thế thì trà nhá, trà ơi, em phải xem cái video mà cái bác thông gia của nhà cô Hạnh ấy, à, nhà chị Hạnh ấy, ờ, mà bác cái từ Bến Tre bác ấy ra đây mà bác đi Tràng An mà bác ấy nhận xét mà mức độ mà cái báo cái gì nhỉ, cái báo du lịch của tỉnh Ninh Bình mà người ta còn xin cái đoạn clip ý cơ mà, người ta sưu tầm cái trang quảng bá du lịch của tỉnh cơ mà, ờ, bác ấy nhận xét cực chuẩn luôn. Bác ở Bến Tre ra ấy, bác là giáo viên dạy tiếng Pháp. Nhưng mà không ngờ đến khi bác ấy nhận xét về cái chuyến đi Ninh Bình này, này. Bác nói mà có những cái cảm nhận mà mình thấy ở trên báo chí còn chưa viết đến cơ. Bác nhận xét một cách rất thực ấy.
đẹp nha. Đây, đây một cái không gian này. Đây một cái không gian mà nói là vô cùng ấn tượng. Đấy, phía dưới thì những con sóng này. Sóng rất êm dịu nhé. Bây giờ chiều này là chiều ra, cho nên là trông các quý khách cũng có vẻ uể oải nhỉ. Đây phía trong kia là một cái tuyến nào đây này. Cơm cháy. Nhưng mà riêng nhà hai cái nhà này là nó phục vụ dê là chính. Vâng. Chuyên dê. Kiểu phục vụ khách du lịch à? Khách du lịch cần chỉ cần trong làng thì phục vụ khách du lịch chắc là trong làng mà phục vụ bao nhiêu nhà hàng thì chúng còn dân Ninh Bình cũng ăn nhiều ấy. Nhưng mà theo tôi biết dê ở đây không phải dê ở Ninh Bình đâu. Dê này là người ta người đâu đó trở về. Không, bắt ở trên kia, ở trên các tỉnh Tây Bắc ấy. Người ta mang về đây. Sau đó người ta nuôi. Đấy là những cái quán mà không gì thôi, còn những cái quán nó có thương hiệu thì nó không lấy cái dê đây đâu. Vì hôm năm ngoái đi có một bác ấy bảo thế mà. Bác lái đò ấy, bác bảo là cũng không phải tất cả đâu. Đấy là tôi thì là con người không thích ăn dê. Không thích hoàn toàn luôn. Ai muốn ăn cao ăn tôi không ăn. Yes, this is why I'm just like this. I'm dangerous. Sáng là phải tra thời tiết, thấy nó dâm với lại nắng buổi trưa. Không gần được mà. Gần đấy rồi. Vâng, quãng độ bây giờ vẫn 30 độ mà. Không như thường mà nó báo như thế thì nó sẽ mưa không to, không lâu. Sao nhỉ? Tưởng là quả mưa mù thế. Mưa vẫn đi bình thường. Mặc áo mưa. Đấy, trong kia là hang Thánh Trượt. Lúc mình đi ra đi hang đấy. Đấy nhá, còn phía trước của anh em chúng tôi, hang này là hang đại. Hang này chắc là thấp hay sao ấy. Nhìn thấy bên ngoài cửa hang nghe có vẻ thấp, thôi mình phải ngồi mình quay mặt lại có cái cộng đầu mất. Đây nhá,
Các bạn nhìn thấy không? Đây là hang đại này, dài 150m này. Úi dồi ôi, vào cửa hang cái mát cả đi nhỉ. Đang ở ngoài nắng chói chang, đổ mồ hôi vào đây mát, nhiệt độ dịu mà xuống này. Hiện nay là chúng tôi đang đi trong hang đại. Vào trong hang rất tối nhá. Đấy, bây giờ tôi chuyển sang chế độ trợ giúp ánh sáng. Chế độ quay ban đêm. Hình ảnh nó đã sáng lên. Các cái hàng ở đây không đẹp. Ở trong lòng hang nó không có nhũ. Ừ, không có nhũ. Không có nhũ đá. Trong kia nó lại đỏ, trong kia là nhũ đá thôi. Đấy, đây là cửa hang này. Bắt đầu ra tới cửa hang. Đây là cửa hang. Chị ơi, đây là đền gì hả chị? Đây là đền, đền gì hả chị ơi? Đây, đây là đền Hành Cung Vũ Lâm. Hành Cung Vũ Lâm ạ? À? Vâng. We walk from here. Đúng rồi. Thôi lên lên một tí đi. Ừ. Đây. Giờ tôi đến tôi giữ thuyền cho mọi người lên nhá. Nào, giữ cho nào. Nào. Mấy chị em lên đi. Thế mấy chị em lên đây xong rồi đi tiếp một tour nữa. À. Ừ. Cầm ô đi, ô của ai kìa? Vâng, của cháu ạ. Ừ, xong còn quên cái gì không? Ừ, cho cầm ô đi. Ừ. Thôi chưa? Chào mấy chị em nhá. Rồi, xin chào. Hả? Rồi thôi cứ xem làm kỷ niệm, nếu xem được nhá. Dạ, có duyên xem được thì làm kỷ niệm. Dạ, nhá. Ừ. Chú định hỏi phỏng vấn bạn này này. Xem là đâu? Ra đây xem nào. Bảo bạn ra đây xem nào. Không muốn bạn thì có cái cảm nhận mà sang Việt Nam đến cái khu du lịch này này. Thì cảm nhận như thế nào? Đây bạn cứ cầm mic đi. What I will say? Cảm nhận về con người Việt Nam, cảnh đẹp Việt Nam thế nào? Ah, good Vietnam. Oh yeah, I love Vietnam. Thank you. Shall I say? Thank you for the hospitality. I love Hanoi specifically, and thank you to my friend Chi. I enjoy this trip. And of course, the YouTuber. Good luck on your videos. Rồi, chú cảm ơn nhá. Thế bạn cảm nhận thế nào? Cảm nhận là bạn ấy rất là thích Việt Nam và rất là thích Hà Nội, cụ thể là Hà Nội, và cảm thấy mọi người rất là thân thiện và rất là chào đón. À thế à? Vâng. Và chúc chúc kênh của chú sẽ phát triển thật là thuận lợi. À, thế bảo là chú gửi lời cảm ơn nhá. Yeah. Thank you. Cảm ơn bạn tên là gì nhỉ? Seth.
Sẹt à? Ờ, thôi bảo là chú gửi lời cảm ơn. Thank you. Ok, bye bye. Nhá, thì chúc các bạn đi du lịch vui vẻ nhá. Rồi, có duyên gặp lại nhau sau. Rồi. Phỏng vấn bạn bằng tiếng Anh. Không biết tiếng Việt đâu. Ai nói tiếng Anh? Đấy, cái bạn tên đây, bạn người Philippines ấy. Đấy, phía bên trái nhá. Tôi sẽ quay thành phía bên trái cho các bạn xem. Một ngôi đền nữa. Ở trên bờ dòng suối của khu vực du lịch Tràng An. Đấy, trên là đền này. Dưới là dòng suối này. Đây là khách du lịch của nước ngoài, họ đứng ở đây đi thăm Tràng An. Đấy, phía kia là Thủy Đình các bạn ạ. Đây, bây giờ tôi đứng trên bờ này, được cái ảnh, quay được cái cảnh Thủy Đình. Các bạn thấy đẹp chưa? Phía kia nhá. Tôi đưa ra xa, các bạn hình dung thấy kia là một con chim đại bàng hai cánh xòe ra này. Đấy. Sẽ đi một vòng ở trên ngôi đình này để các bác anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đấy, phía trên là một cái vách núi rất cao. Đấy, dưới lại là bến thuyền. Không biết được. Không nhìn thấy một chị nào cả. Em ra đây lâu chưa? À. Thế mình em đứng đây thôi à? Ờ, không biết là mấy đồng chí đi đâu rồi nhỉ? Nãy mới thấy thầy xong rồi. Thế thuyền của mình đâu nhỉ? Ừ, có cái áo phao đấy, chị Hạnh chị cầm, chị bảo chị gửi mang lên đây. Cái
thế này rồi còn một cái. Chị rồi một cái rồi có một người cầm. Cảm ơn chị lắm. Đây thuyền đón khách lên đền để xuôi ngược ra phía ngoài của tuyến 2. 3:65. Ở phía trên kia các lều kia người ta lợp bằng cái lá cọ, cũng là một cái khu du lịch sinh thái nhỉ, trong trung tâm của suối của Tràng An. Người ta dựng các cái lều kia của những cái người kiểu như là người nguyên thủy, người cổ xưa. Đây này, nhưng mà mình thấy nó có cả cái bến thuyền đây này, cái bậc đi lên được kia kìa, có cần phải đi qua cái cầu kia đâu. Mua thêm 50.000 về. Đấy, kia là cầu kìa, cầu mọi người đang đi kìa. Đấy. Nhưng đây không cần. À, lên đây lại mất một lần vé đấy nhỉ. 50.000 đi lên tham quan trong ý. Đi qua cái ngựa nữa đẹp nhỉ, người ta làm các cái túp lều cũng hơi độc đáo ấy chứ. Đấy các bạn có nhìn thấy không, con le le nhá, con này người dân đây gọi là con le le, đang bơi kìa, đang rửa cánh ở trên mặt suối kìa. Tôi zoom máy hết cỡ đây này, hết cỡ luôn. Như vậy là anh em chúng tôi đã kết thúc cái hành trình trải nghiệm tuyến 2 của khu du lịch sinh thái Tràng An. Đi một chặng cũng khá dài, mình đi mất cả mấy tiếng rồi nhỉ, Hà Trang? Hả? À? Mấy tiếng rồi cháu? Nhưng cái tuyến này của nó là 2 tiếng rưỡi đi chứ. Chắc mình đi... Không, bây giờ nhìn đồng hồ bây giờ là 12:30. Thế mình vào đây lúc ấy là khoảng tầm 9 giờ nhỉ? Ở khoảng 3 tiếng. Khoảng tầm 3 tiếng thôi nhỉ? Đúng không? Đấy, bây giờ là anh em rồi bác cháu chúng tôi là đã kết thúc. Và bây giờ là đã ra tới bến thuyền. Để lên bờ thì tạm thời là tạm biệt khu du lịch sinh thái Tràng An tuyến 2. Và tiếp tục hành trình tiếp theo là đi tìm chỗ ăn trưa. Nhờ đúng không Trang? Bây giờ là thế bây giờ bác cháu mình đi tìm ăn gì nhỉ? Ở Ninh Bình này thì ăn gì? Hả? Ăn dê à? Đấy, cháu thích ăn gì? À. Thế cháu cảm nhận về hôm nay cái... Thế Trang, cháu đi vào Tràng An này là lần thứ mấy rồi? Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên à? Tưởng năm ngoái là cháu đi rồi nhỉ? À. À. Thế cháu thử có cảm nhận về hôm nay một chuyến đi đến cái địa danh này thì cháu cảm nhận như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên cháu đến thì cháu cũng chỉ cảm nhận là kiểu nó rất là hùng vĩ. À, đây cháu cầm mình đi. Thôi nói to lắm. Rồi. Giọng cháu nó... Thơm hông, bác hạnh đắc không giật mình như được, cháu cứ nói nhỏ nhé. Thiên nhiên à. Thiên nhiên hữu tình, thơ mộng. Cảnh trên đoán gì hùng vĩ như kiểu tranh vẽ. Vâng. Nhiều chim, cây, cối à. Hoa lá cành đủ cả. Thế còn gì nữa không? Hẹn à.
Có, nước rất là mát luôn ạ, nhìn thấy cả rêu rong ở dưới luôn ạ. Đấy, bây giờ đến đây cái là cháu bảo đến đây là chấm hết, cháu chỉ có nhận xét như vậy thôi. Vâng, hết nước chấm ạ. Hết nước chấm hết ý ạ. Cháu nhận xét như vậy với các bác anh chị trên kênh, cháu chỉ nhận xét là như vậy thôi. Vâng ạ, vậy thôi. Để cháu đi lần sau cháu kêu nhận xét. Đi lần hai sẽ có nhiều cảm giác. Đây, hiện nay là anh em chúng tôi đã ra tới bến thuyền nhá. Kết thúc một hành trình của tuyến 2. Đấy, mọi người đã ra đây rồi. Đây là toàn bộ quang cảnh của bến thuyền, khu du lịch sinh thái Tràng An, nơi đây đón nhận khách đi du lịch trải nghiệm 3 tuyến các bạn ạ. Đấy, tôi sẽ đưa hình ảnh cho các bạn nhìn thấy toàn bộ cái không khí và cái quang cảnh của bến thuyền. Ôi, trong bến thuyền nhiều cá không các bạn à? Cái này là cá vàng đúng không nhỉ? Ui, nó nhiều loại thế nhỉ? Ui, cá chép này. Đây này, cá chép nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đây toàn cá chép cảnh này. Cá chép, cá coi này. Đấy. Đi, nào. Nào, giữ thuyền nào, cho hai bác cháu lên nào. Đấy, lên đi. Nào, lên đi, Trang lên đi. Nào, và Hạnh lên đi nào. Cảm ơn chị lái đò nhá. Vâng, chúc chị mạnh khỏe và cứ chèo lái con thuyền cứ dẻo dai. Vâng. Thân thiện với khách, khách quý mến chị. Vâng, chào chị. Rồi, bây giờ anh em chúng tôi tiếp tục là đi ra bãi xe. Nào, ai đứng đây nghỉ ngơi tí nhá. Nghỉ ngơi cho nó hoàn hồn đã, xong rồi đi tiếp. Cha mệt chưa? Hả? Đây là đường đi ra các bạn ạ. Đấy, phía đằng trước là đường quốc lộ. Cái đường này người ta gọi là đường số bao nhiêu tôi cũng không biết. Mình trong quần thể của khu du lịch sinh thái Tràng An, nhưng mình phải đi qua đây cơ. Lại tiếp tục đi xuống cái hầm, xuống đường hầm để đi qua đường, đi sang bên bãi đỗ xe. Đấy, tôi lại ghi lại một hình ảnh khu vực ở dưới hầm qua đường rất đẹp. Bây giờ là chiều đi ra để các bạn chiêm ngưỡng thêm một lần nữa. Đấy, họ trang trí toàn đèn lồng giống như ở bên Trung Quốc. Thank you.
Tức là mình phải đi qua cái hầm này mới sang bên kia đường được nhỉ? Rồi. Khẩn trương. Đấy, bây giờ mình đã đi lên cái khu vực mà mua vé ban đầu ấy. Thì ngoài này họ bán rất nhiều các mặt hàng để làm quà. Đấy, rồi các cái sản phẩm truyền thống của vùng đất Ninh Bình. Đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức. Đây, rất nhiều đồ nhé. Ai có nhu cầu đi du lịch tại nơi đây, khi về thì có thể mua món đồ về làm kỷ niệm. Đây là khu vực bãi xe này. Lúc sáng đầu giờ tôi vào đây thì nó vắng khách hơn. Vâng, bây giờ rất đông nhé. Đây là khách du lịch này. Đây là khách ở bên Trung Quốc này. Đấy. Đấy, đây là toàn bộ khu vực bãi để xe ô tô này. Phía bên kia là bãi để xe máy. Đi hết 4 phút. Tiện đường đi bãi Đính và Cố đô Hoa Lư. Nghe em cách Cố đô Hoa Lư 1 km, mà Cố đô Hoa Lư bây giờ đang hội Cố đô Hoa Lư từ hôm mùng 9 đến mùng 10. Ừ, nhưng mà nhà hàng mình ăn được cái gì? Nhà em không ngon, em không lấy tiền bạc. Tức là ra khỏi bãi xe rẽ phải à? Vâng ạ. Đây. Nhưng mình đi hai xe này thì. Không, một xe thôi. À, một xe này ạ. À. Đấy, bây giờ đằng nào em đi về mà em chủ nhà luôn, em mời anh chị với các cháu rồi. À. Dùng bữa trưa. Thế hỏi mọi người xem nào có ăn ở đâu? Hay đây thì mọi người đâu hết. Thì cứ để mọi người ra đây xong là tham khảo. Anh chắc là chỉ dẫn khách ra thôi nhỉ? Em chủ nhà hàng luôn ạ. Chủ nhà hàng mà anh đi vào đây anh tiếp thị này á? Em nhiệt tình thế à? Lấy vé cho một số tour và lữ hành. Ừ, đây có một anh vào tận đây anh tiếp thị ra nhà hàng, anh ăn món đặc sản dê. Cà dê à? Dê, gà và cá. Dê, gà, cá. Vâng ạ. Tức là ra ngoài đầu kia là mình rẽ phải, rẽ trái? Ra cổng bến là rẽ phải 3 km đến nhà em, trung tâm phố ẩm thực Tràng An. À, không. Tuấn Nguyễn, cuộc sống quanh ta. Xin cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã đồng hành cùng một chuyến đi với đoàn anh em chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Và trong video này tôi đã chia sẻ tới các bác, anh chị và các bạn toàn bộ gần như chi tiết của chuyến đi, từ vào cổng, giá vé. Thì tôi đã chia sẻ lúc ban đầu là các em của tôi có mua vé thì giá 250.000 đồng, có thể đi được tuyến 1, tuyến 2 hoặc tuyến 3. Thì chúng tôi đã chọn tuyến 3 để đi. Và những người từ 60 tuổi trình căn cước công dân ra thì được giảm 50%, còn 120.000 đồng. Đáng lẽ là 125.000, nhưng mà khi trả tiền thì là họ lấy chẵn là 120.000. Còn vé gửi xe ô tô ở trong bãi là 40.000, đúng không anh? Dạ. À, xe máy thì là bao tiền anh? Xe máy 10.000 ạ. Xe máy 10.000, ô tô gửi 40.000 thì gửi cả ngày luôn đấy. Vâng. À, thế à? Anh ra vào được thoải mái luôn đấy. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.